sẽ là tình huống thứ ba. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, đây chính là tình huống thứ ba. Và chắc chắn rồi, hồi nãy là chuyên gia về ăn uống, mà bây giờ nói có sách mách có chứng mình ăn uống luôn những loại thực phẩm có thể kết hợp chung được với nhau. Nhưng mà có một cái thử thách, đó chính là ai ăn nhanh hơn. Em như tính thì ai ăn nhanh hơn? Cái này nhìn bề ngoài mình đâu có đoán được, tại vì ăn nhanh với ăn nhiều nó khác nhau. Đây là nhiều khi hai người sắp xếp với nhau nữa. Không, không hề sắp xếp. Cái này là thi công bằng đúng không? Rất công bằng. Nếu mà anh Tiến sẽ thắng, bởi vì với cái bụng kia anh chị há mồm ra là đớp hai trái trứng rồi. Bây giờ tôi không chơi nữa. Bây giờ người chơi mà cứ sỉ nhục tôi, rồi cứ há mồm rồi đớp đớp cái gì ở đây, rồi lấy đạo đức của tôi ra. Em lấy đạo đức anh hồi nào? Không, bây giờ tôi không chơi nữa. Tôi mời một truyền nhân của thần ăn về đây chơi hộ tôi. Đâu có ai đâu. Xin mời thần ăn Chí Công. Đó. Đây, bên kia có truyền nhân, không lẽ Hồng Thanh lại không có đúng không? Đúng, bên đây là thần ăn. Như Khoa nói, dạ bên em thần đớp. Không có gì khác đâu. Không có khác gì hết trơn. Gì vậy ba? Ủa Khoa chú cười gì Khoa? Đè cặp cú còn dễ đoán hơn. Mà chơi như vậy mới là khó nè quý vị. Trời ơi. Chúng ta không nên đánh giá bề ngoài đúng không? Em ơi, em mang áo đỏ. Một ngày em ăn mấy cử? Đó là em ăn. Bán áo đỏ cho hỏi là bạn có bà con cái Dương Thanh Vàng không? Nhưng mà bạn áo đỏ này là chưa ăn 3 ngày đó quý vị. Wow. Áo trắng ơi, em có đạt thành tích gì ăn uống không mà chương trình mời em vậy? Không à. Không à, tự nhiên chương trình muốn bắt em vô vậy hả? Bạn áo trắng có quen biết gì với Quốc Khánh không? Chúng ta tập gym chung phòng đó. Dạ, anh là thần tượng của em á. Anh là thần tượng của em? Dạ. Tại sao vậy? Tại vì em giống anh á. Người ta lấy cái mục tiêu để phấn đấu đó, đừng có ớn người ta buồn nghe chưa. Bạn áo đỏ nè, thật sự là nãy giờ nhờ bạn đó quen, bạn cho mình biết là bạn áo đỏ tên gì được không ạ? Dạ, em tên là Dương Hào. Chính xác, bạn áo đỏ đã từng thi một cuộc thi về ăn nhanh, mình đã coi trên bài báo rồi, bạn Dương Hào ăn rất nhanh, rất nhiều luôn. Trời đất ơi, lộn rồi. Cho hỏi áo đỏ với. Ừ, anh hỏi là cái động lực, cái môi trường nào mà để em ăn nhanh, ví dụ do công việc hay là do sở thích hay là do bản năng hay là trời phú? Ừ, trời đó. Phú à, dạ là công việc. Công việc gì mà bắt em phải ăn nhanh quá vậy? Dạ cứ là công việc em làm thì nhiều thì cứ đói là em ăn. Khái niệm ăn nhanh của hai bạn là sao? Bạn bảo đỏ trước đi. Dạ ăn như vận tốc ánh sáng. Trời ơi, ở ngoài hành tinh rồi, bạn này sao? Ăn như chết đói đầu năm. Bên cạnh đó sẽ phải lột vỏ trứng gà ra đàng hoàng hẳn hoi, ăn xong nuốt thật là kỹ, mở miệng ra sạch sẽ, chúng ta mới tính thời gian. Mọi người lưu ý, chỉ có 5 món ở trên bàn này thôi, rất ít chứ không nhiều. Chúng tôi dựa trên cái nguyên tắc về thời gian, hai bạn hoàn thành xong 5 đĩa thức ăn. Chắc bạn có thể lựa ăn cái nào trước nha, do mình lựa nha. Trước khi các bạn ăn thì xin mời hai đội chúng ta đưa ra kết quả của mình. Chọn ớm vui ha, giống như chương trình hay cho đánh lựa, cho mập mập để mình chọn ấy đúng không? Em lúc nào cũng thật. Gì anh? Đi anh, em tin anh. Anh sao anh? Áo trắng, áo trắng, áo trắng, áo trắng. Hai đội chơi của chúng ta đã có sự bình chọn của mình như sau. Khác nhau à? Gây cấn rồi đây. Gây cấn rồi đây. Đội màu xanh đã lựa chọn bạn áo trắng. Và bạn áo đỏ đã được sự bình chọn bởi đội màu vàng. Mọi người thấy chưa? Đánh lạc hướng thấy chưa? Không, em từng đọc báo mà. Em đọc bài báo mà áo đỏ ăn hết một cây mía trong vòng 20 giây. Có luôn hả? Cây mía trong vòng 20 giây. Nhưng ở đây là 5 loại thực phẩm khác nhau. Bây giờ cho vô liền đi. Vô liền chứ. Kính thưa tất cả quý vị, hai đấu sĩ của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường của mình. Và đây chính là những loại thức ăn của các bạn. Các bạn sẽ phải ăn thật là nhanh, có hai chai nước luôn. Nếu như các bạn mắc nghẹn, các bạn có thể uống ha. Ai ăn nhanh nhất chúng ta sẽ có kết quả ngay bây giờ. Và cuộc đấu 3, 2, 1, bắt đầu. Ăn, ăn đi. Ăn bốc tay ăn cho nó nhanh. Bốc tay lẹ đi. Cô lên áo đồ ăn. Ăn cho hết nha, không còn cái gì lên nha. Cái này còn nè. Quất luôn. Ăn lẹ đi câu giờ má. Hay lắm đó, cố lên. Hay quá, em ơi. Còn nói gì nữa? Tôi tự tin lắm.
cố lên. Cứ bình tĩnh thôi, không sao hết, bình tĩnh thôi. Đừng vì tụi anh mà mắc nghẹn. Không sao hết, không quan trọng là sức khỏe. Bạn nghéo ơi. Đập chứng. À, bên kia còn bánh chocobai. Nhanh tay. Nhìn động tác đập chứng là biết rồi mà. Đập xoay. Lột hao trứng nha, hao trứng trừ điểm. Mất nửa trái trứng luôn, lột nửa trái luôn. Nè nha, phải ăn hết chén muối nè nha. Cứ bình tĩnh thôi, không sao hết. Cố lên, ăn gì thần tượng nào em ơi. Cố lên à. Ê, bên kia chọn cái chocobai nặng hơn cái này. Cái nha. Này dễ hơn nè. Cái này dễ ăn hơn nha. Bóc tay luôn. Ăn xong uống nước sạch miệng. Cố lên. Uống đi. Các bạn thả miệng ra sau khi ăn xong để cho chúng tôi biết nha. Hết chén muối tiêu nữa. Xong, hết giờ. Nhai hết chưa em? Nào, hả mà hả hả mi ra cho mọi người thấy nè. Hết chưa? Rất hết. Từ tốn. Hết. Vỗ tay cho hai sạch. Bạn. Ở đây người ta có kỹ thuật hết chứ bộ. Dương Hào sẽ đính chính với tất cả mọi người. Tên thật của em là Dương Phong Hào, là đây là một nghệ danh của em thôi. Là em lấy tên là Dương Hào. Dạ hả? Và em đã bao giờ lên báo với những cái cuộc thi về ăn uống chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ. Đánh lận rồi. Dương Hào là chắc ăn hào nhanh thôi chứ ăn này không nhanh lắm. Rồi, người chiến thắng là bạn Chico. Chắc chắn rồi, điểm số thuộc về đội Hồi Sơn. Xin được cảm ơn hai bạn nha. Chúc hai bạn sẽ luôn luôn khỏe. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 3 vòng thi đấu, 3 tình huống rất là dễ thương được đặt ra bởi bộ đôi đùa thật ôi thật đùa của chúng tôi. Tuần này tỷ số đang là 3-1 nghiêng về đội màu xanh. Chắc chắn đội màu xanh sẽ nhận được một sự gợi ý mới đến từ bộ đôi. Xin mời.